Ê, chào anh Đăng, chào chú Nhân nha, chào các Vâng, cô chú chào. với các bạn trên diễn đàn. Với cái chủ đề ngày hôm nay thì nghe thì thấy có vẻ nói tới nói lui nhiều lắm, có vẻ đơn giản nhưng mà thực ra thì nó lại rất là góc Phức cạnh và hóc đúng búa rồi, và nó rộng đúng đúng lớn. đúng. Nhưng mà như tinh thần anh Bằng nói á, nếu mà nói nó hớt qua thì mọi người thì một số thỏa mãn rồi, nhưng mà còn một số thì luôn luôn nó là cái đề tài mới, cho nên em có chút chia sẻ với các bạn thế này về cái thực tế tồn tại giữa cái quan hệ ra chào chữ Vâng, chào anh Phú Nguyễn nha. tồn tại rồi á, thì em xin chia sẻ một chút thế này. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu về cái thác Bản Dốc và cái ải Nam Quan ấy, thì không những bây giờ mà cách đây độ những cái thập niên 90 trên cái báo Kiến Thức Ngày Nay đã có một cái cuộc tranh luận nảy lửa giữa một cái nhóm, tức là cũng cũng là dạng trí thức đàng hoàng, với một cái bút danh gọi là, các bạn hay quen thuộc hay thấy đấy, một bút danh gọi là An Chi, tức là tranh luận đến 7-8 kỳ á trên cái số báo đó. Nhưng mà cái rút cục lại á, cái người mang cái bút danh An Chi ấy, người ta trả lời thẳng một cái vấn đề này. Chúng tôi nói đây là có những cái người hỏi những chuyên gia về lịch sử và những nghiên cứu về lịch sử của cả bên Trung Quốc lẫn bên Việt Nam, thì cái trả lời như của chú Nhận với anh Bằng vừa xong nó là đúng. Còn tất cả các bạn nào muốn quan tâm tìm hiểu sâu thì xin mời các bạn đến thư viện đấy, nó có cái tài liệu lưu trữ của cái báo Kiến Thức Ngày Nay á, những cái số ra những cái năm 90, 91 em nhớ không nhầm, là trong xây dịch trong những cái khoảng năm đó, thì nó có cái tiếng nói trả lời chính thống và thuyết phục. Thế là cái vấn đề đấy này, em nói lại một lần như thế cho những cái người gọi là muốn quan tâm tìm hiểu sâu và có những cái lý luận gọi là thuyết phục trên diễn đàn này. Thì thực ra là như em nói rồi, nó cũng ứng khẩu đâu, là cũng chẳng có cái tài liệu gì để chứng minh cho các bạn, nhưng mà sẵn sàng có những cái chỗ đó để cho các bạn tìm hiểu. Cái thứ hai nữa là bây giờ theo ý anh Bằng ấy, là xoáy vào cái chủ đề là giữa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và Mỹ, thì trước tiên này em xin chia sẻ về cái vấn đề Trung Quốc. Thì cái bản chất, như em nói nhiều lần rồi, cái bản chất của anh Trung Quốc qua cái quá trình phát triển lịch sử, thực ra là anh ấy là một anh trọc phú hư và những cái đứa con của anh cũng hư theo. Biểu hiện là cái gì? Biểu hiện là các cái hoàn cảnh khách quan của thế giới là Trung Quốc được hưởng lợi về mặt, mình gọi là về mặt thời thế, còn lợi dụng cái thời thế đó Trung Quốc lại tạo ra những đứa con hư là ưu tiên đất nước rộng, cho nên là muốn sánh vai với cái cường quốc năm châu được nhanh chóng nhất, tức là phải ưu tiên cho những cái đặc khu, những cái phát triển. Thì cái đó thì nó mang lại cái hiệu quả rõ rệt, tức là cũng hình thành một cái xã hội Trung Quốc, tức là một số y như xã hội Mỹ vậy, một thiểu số dân, tức là gặp thời gặp vận rồi được ưu tiên sẽ rất trở nên là sẽ rất như giàu có. Các bạn thấy đấy, trong những cái năm gần đây, mỗi một năm cái số người mà được trở thành tỷ phú của Trung Quốc ấy là cũng ngang ngửa với Mỹ, tức là sở hữu những cái khối tài sản cực khủng. Nhưng mà tiềm ẩn trong cái lòng của Trung Quốc một cái yếu điểm mà Trung Quốc buộc phải lo, tức là cái bất công của xã hội nó tiềm ẩn ở từng vùng từng nơi, khi nào có dịp thì người ta sẽ bộc phát. Cái tiềm ẩn thứ hai là bản thân Trung Quốc từ ngàn xưa người ta xây dựng mang cái tính chất là một đại lục địa, thì bây giờ với cái xu thế phát triển của xã hội thì anh phải hướng ra biển đấy, nếu không có đường biển thì không có một vành đai một con đường và cái kinh tế nó sẽ bị eo hẹp đấy. Cái đấy là cái yếu điểm thứ hai của Trung Quốc, thì sẽ khắc phục cái nhược điểm ấy bằng cái cách nào thưa các bạn? Trung Quốc sẽ tạo ra những cái mũi dùi để gây ảnh hưởng, tức là sắp xếp một cái bàn cờ mới cho cái thế đứng của mình, tức là tuy đất nước còn nghèo các bạn ạ, đấy, Trung Quốc vậy, nhưng mà cái người dân Trung Quốc ấy thực sự ra là không phải là giàu đâu. Đấy, Việt Nam mình cứ nói là người ta có cơ hội cái là người ta tràn sang Việt Nam, người ta làm ăn, thậm chí là làm thuê với cái đồng lương ở Việt Nam. Mình cứ nghĩ Trung Quốc cao vậy đấy, nhưng mà ngay em tôi đang bây giờ đang ở ngoài Quảng Ninh, một cái số doanh nghiệp các thứ ấy, người ta nói là chỉ có thuê người Trung Quốc và công nhân Trung Quốc rất khổ,
mà rất chịu khó, còn chịu khó hơn công nhân Việt Nam mà người ta yêu cầu cái đồng lương không như người Việt Nam đâu. Chính thuê cái người Việt Nam bây giờ mới cực kỳ khó. Cái đấy là các bạn hiểu, tức là cái xã hội Trung Quốc bây giờ nó cũng bất ổn như vậy, chứ nó cũng không hoành tráng như mình chỉ nhìn thấy cái giới giàu có ở Trung Quốc. Và cái thế của Việt Nam mình là các bạn biết không, sau khi mình thoát ra khỏi cái thời kỳ u ám sau chiến tranh và cái thời kỳ bao cấp, thì nói thẳng ra, công bằng mà nói, về cái mặt khoa học, tức là về cái mặt mình cần Trung Quốc, thì nói xin lỗi với các bạn là nó quá cần chứ không phải là cần nữa. Cần học hỏi và cần giao lưu. Chứ nói một cái chuyện là gọi là không chơi với Trung Quốc hoặc là cấm Trung Quốc, là tất cả mọi người là không hiểu gì về cái kinh tế hoặc là về cái xã hội. Thứ nhất là cái nghệ thuật buôn bán sản xuất hàng hóa cho đến lưu thông, thì mình các bạn biết đấy, cái Việt Nam ta phải, mình cứ công bằng mà nói là mình rất yếu. Tức là hầu như đến những cái năm 90, cái khái niệm về thương nghiệp rồi cái khái niệm về sản xuất theo yêu cầu, chứ không phải là cái chuyện đi chợ mình bán cái gì mình có, thì là gần như là em nói gần như là con số không, và các bạn cũng đồng ý với em là như vậy. Người ta đã ví von cái Việt Nam là cái gì, các cái hàng hóa nông, tất cả nông sản cho đến hàng hóa Việt Nam là như một cô gái quê rất là xinh đẹp e ấp, nhưng mà chỉ biết ngồi ở nhà mà chờ người ta đến tán tỉnh. Mà hơn nữa, nhà đã nghèo rồi mà lại được cái sự cưng chiều của bố mẹ và cái sự hào nhoáng của gia tộc, nên nhiều khi còn sinh hư nữa. Xin lỗi các bạn là cái thế tôi nói hơi quá, nhưng mà nó là đúng là như vậy. Ví dụ như về nông nghiệp, anh chả biết là bên người ta dùng xài cái loại gì, anh cứ có, tức là phải nhờ cái thương lái Trung Quốc sang định hướng cho anh, tôi mua cái này anh mới đi trồng, tôi mua cái kia anh mới vội vàng anh đi trồng. Anh không có một cái kế hoạch, anh không có một cái chiến lược gì, trong khi đó hàng hóa anh sản xuất ra là có sao hay vậy, coi như thế là không có ai hướng dẫn. Tức là cái đấy thì các bạn cứ trả lời cái câu hỏi tại sao ta không chơi với Mỹ hoặc là ta không chơi với châu Âu, vì cái tiêu chuẩn cái hàng hóa của ta nó còn quá kém, và cái thị trường Trung Quốc là một cái thị trường đầy rộng mở, và cái người thương nhân Trung Quốc ấy, em đang nói ở cái góc độ người làm ăn chân chính Trung Quốc, thì người ta đã có cái công định hướng hoặc là một phần nào đó giúp cho nông dân Việt Nam, và dạy, nói thẳng là từ, kể cả là từ thất bại cho đến thành công, người ta dạy dỗ cho cả những nhà thương nghiệp Việt Nam nữa. Đấy là em nói trên cái góc độ gọi là chúng ta được hưởng lợi. Vậy thì ở cái trình độ cao, trình độ thấp thì dù ít dù nhiều, chúng ta vừa học hỏi, chúng ta vừa có cơ hội làm ăn, và ít ra chúng ta muốn ra biển lớn thì cũng phải có một số đồng tích lũy. Còn em nói về cái mặt, bây giờ em nói về cái mặt gọi là tiêu cực khi chơi với Trung Quốc, thì các bạn đấy, chúng ta cũng phải có cái con mắt công bằng. Giả sử các bạn đấy, như em nói, có lần em đã nói, ví dụ các bạn mua một gói mì tôm nó là giá 3.000, nhưng mà mua 10 gói chúng ta có thể trả 2.700, 2.800. Thì người thương nghiệp hoặc là một nước lớn bên cạnh một nước nhỏ, khi người ta đầu tư, người ta sang, thì người ta phải có cái nghệ thuật buôn bán của người ta để làm sao mang lại cái lợi ích cao nhất. Đấy, cái phần nào em nói cái phần 100% trách mình và trách Trung Quốc thì cũng phải đến 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 Các bạn 80% tự trách mình, chứ không phải là trách cái người thương nhân hoặc là trách cái người Trung Quốc chơi xấu. Còn vậy thì bây giờ thì chúng ta quan hệ với Trung Quốc ở cái mức độ nào, là phấn đấu theo cái tiêu chí 4 tốt 16 chữ vàng, và người Trung Quốc cũng thừa hiểu một cái chuyện là bây giờ anh không gây chiến tranh được, anh không làm cái này cái nọ được, thì chỉ có cái kim chỉ nam đó mới là hoàn thành thôi. Thì như các bạn thấy đấy, các cái việc như chúng ta, cái quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản, dù chơi với ai đi chăng nữa, trước tiên anh bước vào Việt Nam thì anh phải, thứ nhất là anh tôn trọng chủ quyền và anh tôn trọng cái thể chế chính trị, đó là hai cái thứ bất di bất dịch của người Việt Nam ông ta. nhà tôi nói với bọn Hoàng Vũ Tiến này, bạn bảo nông dân đa chú sự định hướng lâu dài sao vậy, Trung Quốc tận dụng thôi. Tôi nói với bạn như thế này, không thể nào nhảy nhảy một cái nhảy vọt lên được, cái gì nó cũng phải từ từ, đúng không? Đấy, chứ không bạn bảo bây giờ coi như là mà bây giờ gòi á,
những ông nông dân để mà ông trồng theo việc cát, theo việc gung hoặc là theo đúng tiêu chuẩn của câu của cái là cũng rất là khó. Nhưng cái định hướng đấy là định hướng lâu dài của mình đấy, để cho cái hàng hóa của mình không những xuất đi Trung Quốc mà xuất đi tất cả các nước. Hiện nay mình tham gia rất sâu, rất rộng vào những nền kinh tế của các nước rồi. Mặt khác, bây giờ thì em xin nói với tất cả các anh như này. Một số bọn bao que, bọn chống cộng đoàn nó bảo là hiện nay coi như Việt Nam coi như là ngụy của Trung Quốc, tức là nó như là cái, mình gọi cái chế độ ngụy là tay sai của cái bọn Mỹ ngày xưa. Tôi nói với tất cả bạn về quân sự, về chính trị, mình không có phụ thuộc vào Trung Quốc cái gì cả. Chúng nó cứ tưởng là Trung Quốc theo là một đất nước hiện nay là cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Việt Nam cũng do là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng bây giờ cái đường hướng thì nó cũng có một cái chút gì khác nhau. Ví dụ như Việt Trung Quốc thì theo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Tập Cận Bình, còn Việt Nam là theo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, hai cái đó là khác rồi. Đó. Thứ nữa là về vấn đề kinh tế, tôi nói với tất cả các bạn này, Trung Quốc là một nước lớn có ảnh hưởng đến nền kinh tế đến khắp tất cả các nước ở trên thế giới. Và đối với châu Á, hoặc là mình rút lại là đối với một số nước Đông Nam Á, từ Indo đến Thái Lan rồi là đến Malaysia, là rất nhiều nền kinh tế hiện nay người ta quan hệ kinh tế một cách sâu và rộng đối với Trung Quốc. Còn lại nhá, tôi nói với tất cả các bạn, đối với nền kinh tế Campuchia thì hiện nay Trung cái sự đầu tư của Trung Quốc vào nó chiếm cỡ khoảng 90-95% và tổng số đầu tư của nước ngoài vào Campuchia. Đối với nền kinh tế của Myanmar là một đất nước mới mở cửa thôi, được một số năm nay thôi, mà sự đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar nó chiếm 75% tổng số đầu tư nước ngoài vào Myanmar. Còn đối với Việt Nam thì sao? Hiện nay đầu tư của Trung Quốc theo số liệu của Westbank theo cái số liệu của ngân hàng phát triển châu Á ADB, hoặc là theo số liệu của cái tổ chức kinh tế thế giới IMF, quỹ tiền tệ thế giới IMF, thì đầu tư của Trung Quốc hiện nay vào Việt Nam đứng thứ 6 trong tất cả các nước đầu tư vào Việt Nam, sau Nam Triều Tiên, sau Nhật Bản, sau Đài Loan, sau Thái Lan và sau Singapore. Thì các bạn thấy không? Thì Việt Nam đâu có phụ thuộc vào Trung Quốc. Hiện nay cái đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam nó như thế. Còn cái chuyện buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc thì ok, Việt Nam hiện nay trao đổi buôn bán về kinh tế giữa Việt Nam Trung Quốc vẫn là đứng đầu. Mỹ so Trung Quốc như thế nào, có đứng đầu không? Thái Lan Trung Quốc buôn bán với Trung Quốc có đứng đầu không? Hoặc một số nước ở Đông Nam Á, tất cả các nước Đông Nam Á buôn bán Trung Quốc có đứng đầu không? Thì tất cả các bạn, thì là Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế, về chính trị, phụ thuộc vào cái gì? Đấy, cho nên là những thằng ba que ba cẳng ấy, là chúng nó là những cái thằng mà suốt ngày bám vít Mỹ từ ngày xưa đến giờ rồi. Chúng nó bảo ăn cứt Mỹ còn là ngon hơn là ăn cơm Việt Nam. Thì là chúng nó có cái tư tưởng như vậy, thì nói chung là cũng đúng thôi. Đấy, em nói một cái cụ thể này. Bây giờ một số tỉnh mà có cái cửa khẩu giáp với Trung Quốc ấy, với mình đi so sánh một số tỉnh có cửa khẩu giáp Campuchia. Các bạn đã từng đi biên giới Tịnh Biên đúng không? Ở Châu Đốc, các bạn đi Châu Đốc thì các bạn đã xuống thăm biên giới Tịnh Biên. Các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng thường thường đi xuống cái cửa khẩu Mộc Bài, thì các bạn thấy những cái cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia thì các bạn nhìn là thấy điều hưu vậy. Mà nói thật, một lần tôi đi Châu Đốc và tôi xuống cái cửa khẩu và Tịnh Biên thì tôi thấy ở cái cửa khẩu nó chẳng có gì, thỉnh thoảng có một cái xe ô tô nó chạy qua, hoặc một cái ông nông dân Việt Nam ấy gùi mấy trái bắp ở những cái hàng nông sản vớ vẩn, coi như đi xe đạp đi qua thôi, nó chẳng có một gì hết. Thì ngược lại các bạn thấy một số tỉnh biên giới phía Bắc có cửa khẩu đối với Trung Quốc, Lào Cai, Lạng Sơn và cửa khẩu Móng Cái. Các bạn thấy chưa nào? Cái thành phố phố, cái tỉnh Quảng Ninh nhá, tôi nói với tất cả các bạn là một tỉnh hiện nay đang rất phát triển. Thứ nhất về khoáng sản, về than thì các bạn thấy hiện nay than thì họ khai thác thì rất là khó khăn. Hiện nay nó ở độ sâu rất là sâu rồi. Khai thác thì một tấn than thì nói chung là về cái lãi lời thì không được bao nhiêu. Thứ hai là du lịch. Du lịch thì tôi nói với tất cả các bạn ở Quảng Ninh các bạn đấy, phần lớn là du khách là của Trung Quốc sang du lịch. Thứ ba là vấn đề coi như buôn bán giữa Quảng Ninh và Việt Nam với lại Trung Quốc thông qua cửa khẩu Móng Cái, thì các bạn thấy không?
ở móng cái hiện nay cả thành phố móng cái phát triển như nào mà cả tỉnh Quảng Ninh phát triển như nào. Nếu mà tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai có cửa khẩu Cốc Lếu, Lạng Sơn có cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, thì các bạn đấy nếu mà không có cửa khẩu và buôn bán Trung Quốc thì hiện nay mấy cái thành phố Lạng Sơn, Lào Cai, Móng Cái đấy, ở và một số cái thành phố ở tỉnh Quảng Ninh, thì các bạn cảm thấy thế nào? Thì qua đây mình mới thấy là cái sự buôn bán, cái sự giao lưu giữa hai bên đều có lợi. Ví dụ như là cũng không phải riêng Việt Nam có lợi, mà Trung Quốc ở một số mấy tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phong Thành, rồi là Vân Nam, và mà cái mấy cái tỉnh phía Nam người ta cũng giàu lên vì là buôn bán với lại Trung Quốc, buôn bán với Việt Nam, đúng không? Ở đây là lợi ích cốt lõi của hai đất nước mà hai bên đều có lợi, đúng không? Chứ chẳng phải là coi như là ông nào phải ninh, ông nào phải làm đầy tớ, ông nào phải làm ngụy ông nào cả. Đây là cái quan hệ giữa hai nước mà hai bên đều có lợi. Việt Nam cũng có lợi nhiều, Trung Quốc cũng có lợi, không lợi ít lợi nhiều. Tích qua một số anh em phân tích hoặc là như của Văn Thanh phân tích về những cái tương tác rồi những cái thúc đẩy của cái quan hệ những cái năm Việt Nam chúng ta còn kinh tế còn khó khăn thì theo tôi là hoàn toàn chính xác. Lấy như cái năm mà kinh tế mình chưa mở cửa mà còn khó khăn đấy, thì mình cứ lấy một cái dẫn chứng đơn giản thôi. Lúc đó là bia vạn được, rồi thì bánh kẹo của Trung Quốc, rồi thì đồ sành sứ của Trung Quốc gọi là tràn ngập lãnh thổ Việt Nam. Đấy, nhưng mà sau một thời gian đó thì chính ra vì cái sự tràn ngập đấy nó mới lại thúc đẩy những cái ngành sản xuất của Việt Nam. Đấy, về sau thì bia vạn được rồi thì bát đĩa Trung Quốc, quần áo bánh kẹo của Trung Quốc được biệt tâm luôn. Và phát triển cho đến bây giờ những cái ngành hàng đấy của Việt Nam thuộc diện đỉnh cao. Đấy, xuất khẩu thế giới. Đấy là một cái dẫn chứng mà như là Văn Thanh nói về đây là đúng. Thế còn thực sự ra mà nói này, mình nhìn cái trong cái mối quan hệ nhìn phải nhìn đa chiều là một. Hai đó là mình phải có những cái đánh giá đúng với cái cốt lõi, cái bản chất của cái mối quan hệ thôi. Đấy, chứ còn nếu như mà như các bạn ra queo hoặc là trái cờ các bạn ấy cứ mang chất là chọc là chính. Đấy, chọc là chính. Có thể các bạn cũng biết. Cũng biết. Thì như các bạn cố tình các bạn để chọc. Hoặc các... đấy, nó là như vậy. Đấy, chứ không phải là không. Đấy, còn thực sự ra mà nói là lãnh đạo Việt Nam ấy là luôn luôn có tự chủ trong cái mối quan hệ quốc tế, không mang tính chất phụ thuộc và cũng không mang tính chất là bị gọi là hòa mông gì cả, hoàn toàn mang cái tính chất là tự chủ trong độc lập trong trong cái quan hệ. Còn trong cái quan hệ mối quan hệ với Trung Quốc, với Mỹ đấy, là mình hoàn toàn là phải có những cái sách lược hết sức là tinh vi và khoa học, đấy, khôn khéo, mềm dẻo, đấy, với lại chính là Trung Quốc ngay trên Biển Đông thế thôi. Cứ đơn giản nhất như là coi như là Hải Dương 8 thì kỳ vừa rồi, úi rồi các bạn ở bên ngoài các bạn chọc máy, các bạn bảo là sao cũng đánh gì cái nọ thế kia. Bây giờ gây ra một cái cuộc chiến tranh là cả một sai lầm cho một quốc gia, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu lúc đấy mà mình chỉ cần mất kiềm chế, mình mà gây chiến trước là mình chết. Đấy, nói người ta nói bảo không nổ súng trước là để mình không gây tình hình phức tạp, chứ không phải không nổ súng trước là mình hèn. Nhưng mà các bạn ấy đôi lúc cứ túm vào cái câu là không nổ súng trước là để các bạn ấy nói chứ không phải. Đấy, không nổ súng trước là mình không gây tình hình phức tạp. Bây giờ trong lúc này thì bên ngoài nhìn hoặc là các bạn nhìn vào các bạn cho là biến được phức tạp, nhưng không phải. Tuy vậy thôi, nhưng đến một lúc nào đó mà cần phải những biện pháp cứng rắn thôi. Mình cứ nói cứng rắn thôi nha, chứ nói về tột đỉnh thôi. Cứng rắn thôi thì Việt Nam cũng sẵn sàng sẽ ứng phó và sẵn sàng sẽ chứ không phải là Việt Nam là cứ thế này đâu. Nhưng chỉ có các bạn cứ đứng bên ngoài, các bạn ấy cứ cho rằng là mình yếu rồi mình hèn rồi mình thế đó thế kia để mang cái tính chất. Chứ còn nói đúng trong quan hệ với Mỹ thế, các bạn bảo là bài Trung Cộng đi, đứng về phía Mỹ đi. Nhưng mà trong lịch sử thì Mỹ đã bán đứng tất cả các thậm chí đồng minh cho bản thân bao nhiêu lần rồi. Đấy, thế nên còn lại trong cái vấn đề quan hệ tay đôi giữa Mỹ Việt Nam ấy, thì mình bây giờ nhà nước Việt Nam đấy, là đặt quan hệ với tất cả các nước trên thế giới và với cái mục đích là gì? Đôi bên cùng có lợi và bảo toàn toàn vẹn lãnh thổ và không được can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đấy là những cái tiêu chí mà không thể thay đổi được, mà nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam sẽ phải bảo vệ đến cùng những cái tiêu chí đó. Bạn cứ nói, một số bạn cứ nói là làm ăn kinh tế với Mỹ thì dễ dàng, nhưng mà mình nói với các bạn là các bạn xuất hàng qua Mỹ thì đầu tiên là chất lượng của các bạn phải tốt cái đã.
hàng của các bạn nó phải tốt ra đã. Tốt ở đây là tốt theo tiêu chuẩn của Mỹ chứ không phải là của Việt Nam. Thế là bao bì, rồi hàng phải tươi, phải sạch, rồi cân ký là phải đúng theo cái số lượng của nó thì nó mới chấp nhận, nó mới đưa hàng các bạn qua. Cái gọi là cái tiêu chí của hàng bên Mỹ nó đâu có phải như hàng Việt Nam mình đâu, mà các bạn, nhiều các bạn nói là xuất khẩu hàng qua Mỹ là nó dễ. Nó có một cái list danh sách tiêu chuẩn á, và từ trên xuống dưới nếu mà cái lô hàng đó mà bạn không có đạt những cái tiêu chí đó là nó sẽ loại hàng của bạn ra ngay. Đó là quy tắc. Cái thứ hai là mình muốn nói với các bạn, bây giờ nếu hàng của Việt Nam mà đã có chất lượng tốt nữa, nhưng nếu như cái giá của mình mà là rẻ hơn so với thị trường của Mỹ, so với các công ty của Mỹ, thì nó sẽ tìm cách nó đánh thuế mình. Mình nói một cách đơn giản nhất là cái thị trường nhôm của Canada ở Mỹ, thì bây giờ là ông Trump ông đang đánh thuế cái thuế nhôm của Canada, vì Canada bán nhôm sang Mỹ rẻ hơn so với người Mỹ bán. Có không biết là có nhiều người có đọc cái tin này không, nhưng mà em có đọc cái tin này và em thấy điều đó là chứng tỏ rằng chơi với người Mỹ cũng không phải là dễ dàng chút nào. Chất lượng rồi giá cả là đều bị o ép rất là khó khăn. Cho nên nếu mà bạn nào nói mà xuất hàng qua Mỹ là dễ là em nói là không, nói như vậy là không hợp lý đâu. Nó rất là khó và nó đòi hỏi cái sự gọi là một cái sự thống nhất giữa cái doanh nghiệp và cái nhà nước đó phải có cái sự thống nhất với nhau về cái tiêu chí, và gọi là có một cái đường hướng phát triển thì mới có thể mà hàng hóa mà bán được ở Mỹ, chứ không dễ dàng gì mà hàng của Việt Nam mình mà có thể mà nhập được cái kệ của Mỹ. Đó là ý kiến của em á. Còn riêng về Trung Quốc á, thì cái cũng có nhiều anh chị cũng nói về cái vấn đề này, em thấy cũng rất là đúng. Đó là cái đòi hỏi cái tiêu chí của cái hàng của Trung Quốc, cái thị trường Trung Quốc đối với Việt Nam mình thì nói chung là nó vừa phải hơn, nó vừa sức với đất nước mình hơn, điều đó là hoàn toàn đúng. Còn bây giờ mà mình nói là kêu nông dân nâng cấp cái tiêu chuẩn lên, tiêu chuẩn hàng hóa để đi xuất hàng sang nước ngoài thì em nói thiệt rất là khó. Rất nhiều đồng bào mình đã quen cái tiêu chuẩn, quen cái cách làm nông nghiệp rồi, quen cái cách làm từ xưa giờ thủ công rồi, mà bây giờ kêu bà con đổi sang một cái tiêu chí khác, tiêu chí cao hơn để mà xuất hàng thì em thấy điều đó không dễ dàng chút nào. Cơ sở vật chất rồi vốn rồi thời gian rồi tiền bạc nhiều thứ lắm, tính ghê lắm chứ đâu phải không đâu. Mà kinh doanh mà muốn lời cái đó rất khó. Bây giờ